Chào mừng bạn quay trở lại với phần 2 trong chuỗi hướng dẫn cách tự học qua link dành cho những bạn mới bắt đầu. Phần này liên quan đến Beginner 2, giai đoạn chăm cây con. Đây là giai đoạn các bạn sẽ nhận thấy sự tiến bộ của mình nhanh và rõ ràng nhất. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn nền tảng phát âm, nối âm, ngữ điệu và các tài liệu đi kèm để các bạn có thể luyện tập trong giai đoạn này và những cái nội dung hay ở link mà các bạn có thể sử dụng và đã sẵn sàng sử dụng trong giai đoạn này. Nào, hãy cùng bắt đầu nhé! Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 thì bây giờ các bạn đã quen với việc đọc và nghe tiếng Anh mỗi ngày rồi. Bây giờ là lúc các bạn có thể chọn các nội dung ở phần Beginner 2 để bắt đầu học. Nội dung cụ thể học những phần nào thì để tiết kiệm thời gian mình đính kèm ở phần Mind Map các bạn có thể download về. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để học phát âm, nối âm, ngữ điệu trong tiếng Anh và phát âm thanh điệu ở trong tiếng Trung. Phát âm. Ở phần mô tả thì mình đã đính kèm link của cái phần phát âm tiếng Anh và tiếng Trung. Cách các bạn sẽ sử dụng như sau là các bạn mở các cái file đó ra, sau đó thì các bạn hãy kiếm cho mình một cái gương và các bạn nhìn vào trong video xem khẩu hình của người ta như thế nào, cách đặt lưỡi như thế nào thì các bạn bắt chước theo y hệt như thế. Mỗi hôm các bạn luyện hai âm và ngày tiếp theo các bạn ôn lại hai âm đó cùng với hai âm tiếp theo và với mỗi âm thì chỉ cần luyện 5 đến 10 phút là đủ. Nếu các bạn kỹ càng hơn thì sau khi mà luyện kỹ rồi thì các bạn có thể ghi âm lại hoặc là quay video lại và tự nghe và so sánh với bản gốc. Và nếu như mà cảm thấy gần giống rồi thì là ok, nếu như mà chưa giống thì các bạn có thể dành thời gian để luyện kỹ hơn nhé. 2. Nối âm. Trong tiếng Anh có phần nối âm, tiếng Tây Ban Nha cũng có phần nối âm. Tức là những cái từ đằng trước kết thúc bằng các phụ âm thì sẽ trực tiếp nối vào các từ đằng sau nếu nó bắt đầu bằng các nguyên âm. Đấy là cách nối phổ biến nhất và gây nhiều khó khăn cho người học ngoại ngữ nhất. Nhưng mà khi mà các bạn biết các quy tắc này rồi thì các bạn sẽ nghe được rất là rõ tại sao người ta lại đọc như thế. 3. Ngữ điệu. Phần ngữ điệu của tiếng Anh và phần tones, thanh điệu của tiếng Trung được đính kèm vào trong link mô tả. Và điều quan trọng các bạn nhớ đấy là khi luyện tập thì các bạn cứ làm quá nó lên nhá. Các bạn cứ làm quá nó lên. Nghĩa là ngữ điệu của người ta khoảng tầm như thế này thì các bạn cứ như thế này cho mình như thế này. Còn nếu như mà các bạn mà lúc mà các bạn luyện là nó như thế này thì đến khi các bạn nói sẽ cứ bằng 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 như thế này. Giống như các bạn nói tiếng Việt mà không có dấu về. Kể ví dụ như là Emily is crazy. Ví dụ như chúng ta nói bằng bằng sẽ là Emily is crazy. Nhưng mà chúng ta sẽ phải làm quá nó lên. Khi mà luyện chúng ta phải làm quá nó lên. Chúng ta sẽ nghe là Emily is crazy. Đó. Hoặc là ví dụ như là 我是一个美女. Tôi là một mỹ nhân. Nhưng mà kiểu làm quá nó lên. 我是一个美女. 我是一个美女. Áp dụng vào các bài ở link. Học rồi thì phải hành, đúng nào? Chúng ta đã học riêng lẻ về phát âm, nối âm, ngữ điệu. Thì khi mà các bạn học các bài ở trong link, ví dụ mini stories, thì các bạn sẽ để ý các cái quy tắc nối âm, phát âm, ngữ điệu đó khi mà nghe người ta nói. Và nhớ là mỗi lần các bạn chỉ cần để ý một thứ thôi. Có lúc thì các bạn để ý phần phát âm của họ, có lúc thì các bạn để ý phần ngữ điệu của họ, có lúc thì các bạn để ý phần nối âm của họ. Nghĩa là mỗi lần mình chỉ cần để ý thêm 1 đến vài phần trăm là được. Còn nếu như mà để ý tất cả mọi thứ cùng một lúc, có thể các bạn sẽ bị quá tải và cảm thấy nó khó khăn. Ở giai đoạn này, tùy thuộc vào một số loại ngôn ngữ khác nhau thì các bạn có thể bắt đầu để ý một chút về diễn giải ngữ pháp. Và nhớ là khi học ngữ pháp không có nghĩa là các bạn học quy tắc ngữ pháp sau rồi dùng quy tắc ngữ pháp đấy để tạo thành câu, mà là học ngữ pháp để quay lại đọc các câu của họ và hiểu tại sao họ lại viết như thế, lại nói như thế. Ví dụ như là tiếng Trung thì không chia ra các thì cho nên là nó rất là dễ rồi. Nhưng ví dụ như là ở tiếng Tây Ban Nha chẳng hạn, nó chia ra giới nam, giới nữ và ở các thì khác nhau. Thậm chí liên quan đến tính từ, khi mà chủ ngữ khác nhau thì tính từ đôi khi còn thay đổi forms của nó. Cho nên là các bạn cảm thấy bối rối và khi bối rối như thế thì các bạn hãy đọc diễn giải ngữ pháp để hiểu tại sao nó như thế. Nhớ nhá, mình đọc để hiểu tại sao nó như thế chứ không phải đọc để làm công thức và từ đó tạo nên ngôn ngữ. Bởi vì giai đoạn này các bạn chưa sẵn sàng để tạo output mà tập trung hầu hết thời gian của mình cho input, tức là cho việc nghe, việc đọc và việc bắt chước lại. Tóm lại, ở giai đoạn này các bạn sẽ dành nhiều thời gian cho phần luyện phát âm, nối âm, ngữ điệu
và các phần ở trong Beginner 2 mà Link có cung cấp ở trong đó. Và ở giai đoạn tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các cái nguồn tài liệu bên ngoài mà các bạn có thể import vào Link để học tập. Nhưng hiện tại các bạn chỉ cần sử dụng những thứ ở trong Link là đã có thể đạt được rất là nhiều hiệu quả cao rồi. Hy vọng là các bạn đã nắm rõ những gì mình cần làm ở trong giai đoạn này và nhớ nhấn vào cái phần mô tả để tải tài liệu về nhé. Remember, start with why, grind daily, believe in yourself and never give up. Hiểu rõ lý do tại sao, hành động hàng ngày, tin tưởng vào bản thân và không bao giờ từ bỏ. Mình sẽ gặp các bạn ở video tiếp theo ở phần 3.